đạo nhiệt huyết đến ca sĩ Khu Uyên Vũ với ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay, cùng với bạn ảo thuật vô cùng ấn tượng đến từ chuyên gia ảo thuật quốc tế Tuấn Minh ngày hôm nay. Và Tấn Tân cùng với Trà My xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị. Chúng ta đang có mặt tại đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu cộng đồng dân hàng thế giới năm 2020 lần đầu tiên được tổ chức tại Campuchia ngày hôm nay. Và chương trình được thực hiện bởi HKT Entertainment, công ty sự kiện Astral Khmer và câu lạc bộ nhân dân Việt Nam Cambodia. Tấn Văn, Trà My xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn bộ khán giả ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, Miss World Community Business 2020 contest is one of the most rigorous competition today. This is a rewarding playground for business women who are living and doing business around the world. The purpose of the contest is to honor the beauty of talent and integrity of the content of language for business women holding executive positions in companies and business, operating and doing business globally all over the world. Và thông qua cuộc thi sẽ là một sân chơi, một mục đích tôn vinh vẻ đẹp của các nữ doanh nhân. Trong chương trình còn mang lại nhiều hoạt động xã hội vô cùng thiết thực, gắn kết giao lưu giữa các đối tác với nhau, tạo ra một sân chơi về kinh tế, giao lưu nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng trong xã hội. The contest is also a useful playground in addition to the purpose of modeling the beauty of business women. This program brings practical society activities to link the strength between partners, where they are playing economics, training us volunteer to have the community. And today, in the beautiful and peaceful country of Cambodia, the Miss World program of the World Business Community took place in the fashion of brotherhood between Vietnam and Cambodia, in particular, and the countries in the world in general. Kính thưa quý vị, và hôm nay đêm chung kết được tổ chức trên đất nước Campuchia, một đất nước vô cùng xinh đẹp hiền hòa. Chương trình hoa hậu Hoa hậu cộng đồng dân nhân thế giới lần đầu tiên được diễn ra trong tình cảm thấm đượm nghĩa tình anh em giữa Việt Nam và Campuchia nói riêng và các nước trên thế giới nói chung. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu những vị khách quý đến tham dự chương trình. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu ông Lê Ngọc Hưng, trưởng ban tổ chức của chương trình, giám đốc công ty HKT Entertainment. We would like to introduce Mr. Lê Ngọc Hưng, General Director of HKT Entertainment, head of the organizer. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón ca sĩ Thu Trang Bolero, phó ban tổ chức, tổng đạo diễn chương trình. Miss Thu Trang Bolero, Deputy Organizer, General Director this show. Xin được trân trọng và chào đón ông Hà Biên, giám đốc Internet công ty Viettel, chủ tịch câu lạc bộ nhân dân Việt Nam Cambodia, phó ban tổ chức chương trình. Và vừa rồi trong màn ảo thuật thì chúng ta cùng chào đón hoa hậu Li Na Hoàng, đại sứ hình ảnh của công ty năm nay. Xin trân trọng giới thiệu những vị khách quý tiếp theo, Hoa hậu Phương Trần Cherry, huấn luyện viên các quận dành cho cuộc thi năm nay. The runner-up, Phương Trần Cherry, the catch of Kenworth. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương. Thưa quý vị, công ty cổ phần du lịch đầu tư bất động sản Đồng Rồi, nhà tài trợ Phương Việt trị giá 2 tỷ đồng, đại sứ giới thiệu ca sĩ Hồ Gia Hồng. Diamond Sponsor, Đồng Rồi Phú Quốc.
chúng ta sẽ đón nhận những món ăn tươi thắm từ tất cả thành phần ban tổ chức dành tặng cho chương trình. Tiếp theo, Tấn Văn xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ là Nam Phương Quốc tế Hải quân, đại diện của công ty mỹ phẩm Vivian Cosmetics cùng với thẩm mỹ viện thế giới thẩm mỹ The Story Vivian. Photo Tuấn Nguyễn Ngọc Thắng Nguyễn Xuân Huy Photographer.
trân trọng kính mời ekip quay phim Easy Memories. Ekip cameraman Easy Memories. Xin được trân trọng kính mời ekip thiết kế team Bùi Quốc Việt. Designer team Bùi Quốc Việt. Và một lần nữa xin được mời hát hậu Phương Trần Cherry, chúng ta sẽ tiến về sân khấu để đón nhận những bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức. Và xin được trân trọng kính mời ông Lê Ngọc Hưng, trưởng ban tổ chức của cuộc thi, cùng với ca sĩ Pooja Bolero, phó ban tổ chức của chương trình, đồng thời làm tổng đạo diễn chương trình buổi tối ngày hôm nay, sẽ gửi những bó hoa theo cho lời cảm ơn dành cho tất cả những ekip, những cộng sự trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng kính mời một vị khách quý nữa đã tổ chức thủ tour vô cùng thành công trong buổi tối ngày hôm nay, giám đốc đối ngoại của công ty Cinewer, đại diện là ông Nguyễn Lâm sẽ ra sân khấu để đón nhận bó hoa tươi thắm trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, cuộc thi sẽ được tổ chức một cách quy mô, uy tín, chuyên nghiệp, cùng với dàn thí sinh rất là tự tin và tỏa sáng. Và tất cả hy vọng rằng là tất cả những vị khách quý bên dưới, chúng ta hãy dành cho tất cả các thí sinh sau mỗi màn trình diễn sẽ là những tràng vỗ tay thật lớn để chương trình có thể thành công tốt đẹp. Và chương trình ngày hôm nay cũng được live stream trực tiếp trên fanpage của công ty HKT Entertainment. Chúng ta hãy theo dõi và chia sẻ nhé. Once again, we would like to thank you all of you for coming and joining with us tonight. And our show live stream on Facebook, HKT Entertainment. Can you show your Facebook and vote, and after that you can share for everyone. Thank you so much. Vâng thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là những đơn vị tài trợ, nhà đơn vị tài trợ kim cương, đơn vị tài trợ vàng, và đồng thời là các nhà tài trợ đồng hành. Cùng với đó, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến những đối tác của chúng tôi đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay, và những vị khách mời rất là đặc biệt đã dành thời gian quý báu của mình tham dự chương trình. Một lần nữa, thay cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân quý tấm lòng quý vị, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Và chúng tôi hy vọng là những chương trình tiếp theo được tổ chức tại Cambodia sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía quý vị ạ. Còn bây giờ thì ông Lê Ngọc Hưng và ca sĩ Pooja Bolero cũng sẽ ghi lại những thời điểm nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để thay mặt công ty HKT Entertainment cảm ơn sự giúp đỡ chân thành từ nước bạn Cambodia trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời thành phần ban tổ chức, thành phần ban giám khảo, các khách mời, các nghệ sĩ, chúng ta hãy nhanh chân tiến về bên dưới để có thể theo dõi đêm chung kết ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Ngọc Hưng sẽ cùng khán tại sân khấu để có đôi lời phát biểu khai mạc chương trình. Ekip quay phim chụp hình và tất cả những
người có mặt tại các sân khấu COVID ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Ladies and gentlemen, he is Dae Ngoc Phuong, he is General Director of HKT Entertainment and in-arm organizer. And as you know, HKT Entertainment organized a lot of shows like this all over the world. And this is the first time he chose Cambodia to organize the Miss World Community Business 2020. So first of all, in his heart, he would like to thank you all of you for coming and joining us. Although he lived in here a few days, but he can understand the country. And he can feel the friendly and the lovely brotherhood of Embassy Vietnam in Cambodia. Vietnam Cambodia Business Club. And in his heart, he says thank you. The runner of Miss, designer, singer, and all of you, and a part of important, this is tour guide, a lovely tour guide in Cambodia. And everybody, of course, and he hope our businesswoman will be more confident. And we are hope tonight we have a wonderful night. Yeah. So we would like to invite all of you people, big applause for him. Say goodbye. Một lời phát biểu nữa đến từ trưởng ban giám khảo để biết được tiêu chí lựa chọn hoa hậu là như thế nào. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhà tài trợ Kim Cương, vương miện trị giá 2 tỷ đồng đến từ CEO Hồ Thanh Hương. Xin trân trọng kính mời bạn.
Là ai là em yêu sexy ơi, ngại làm gì thì có khi